Tập 35. Lúc nãy những gì Liễu Như Thần nói con nghe thấy rồi chứ? Sư phụ, người định giết đệ tử thật sao? Giết chết hắn cho ta. Dạ. Liễu Như Thần, đêm khuya trời tối, một mình ở bên ngoài nguy hiểm lắm. Ta biết. Chẳng phải ta đang vội về nhà sao? Tiếc là con đường về nhà quá dài, e là ngươi không về tới. Ý ta chắc ngươi hiểu rồi chứ? Ta hiểu. Là bên chủ bảo ngươi đến giết ta có phải không? Không sai. Hãy để mạng lại. Không, ngươi sẽ không giết ta đâu. Tại sao ta lại không giết ngươi? Là vì ta đối với ngươi mà nói vẫn còn có giá trị lợi dụng. Đừng tưởng là ta sẽ mắc lừa ngươi. Ngươi đắc tội minh chủ, minh chủ đã hạ lệnh giết không tha. Ngươi chịu chết đi. Ngươi cười cái gì? Ta cười vì ngươi không đủ thông minh. Cái gì? Ngươi thử nghĩ coi. Nếu như thật sự minh chủ muốn giết ta, lúc nãy tại Chí Tôn Minh, lúc đó chỉ có ta và minh chủ. Tại sao minh chủ không đích thân ra tay, lại phải chờ sau khi ta ra khỏi cửa lớn mới sai người đến giết ta? Ngươi có biết lý do là gì không? Có thể minh chủ sẽ chính tay giết ngươi, sẽ làm dơ tay của mình. Nực cười. Ngươi tùy tiện bịa ra thứ giải thích này, bản thân ngươi không cảm thấy nực cười hay sao? Nguyên nhân gì đều không quan trọng. Cho dù minh chủ không ra lệnh, ta vẫn sẽ giết chết ngươi. Ngươi cả gan dám khiêu khích trước mặt của minh chủ, muốn minh chủ giết chết ta. Ngươi đúng là chán sống rồi. Thật ra ta biết ngươi đã trốn ở ngoài cửa lớn để nghe lén, cho nên ta mới nói ra những lời như vậy. Hả? Tại sao? Chẳng lẽ ngươi đã bói ra minh chủ không giết chết ngươi tại chỗ? Đúng lúc ngược lại. Dụng ý của ta nói những câu đó chính là muốn chọc giận Quan Ngự Thiên, để xem thử hắn có thể giết ta ngay tại chỗ hay không. Là vì ta muốn chứng minh một chuyện. Nghe nói tuy là Quan Ngự Thiên thiên hạ vô địch, nhưng hắn lại có một khuyết điểm chí mạng. Khuyết điểm gì? Võ công của hắn với tiên thiên can khí làm cơ sở, củ ngũ chí khí, chí cường chí dương. Chỉ tiếc là nguồn khí phi long tại thiên này, mỗi tháng sau ngày trăng tròn đều sẽ bị một lần kháng long hữu hối, khiến khí huyết chảy ngược. Như vậy sẽ khiến công lực của hắn mất hết. Đêm này chính là đêm trăng tròn. Ý của người là? Không sai. Không phải Quan Ngự Thiên không muốn chính tay giết ta, mà là hắn căn bản không thể giết được ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi bói sai sao? Ta đối với thần toán của trước nay rất tự tin. Ta đã tự bói, ta không có lý do nào không qua khỏi đêm này. Ta tự tin ta có thể nhìn thấu ngươi. Ngươi có chí lớn, trong lòng cuồng loạn. Trong người của ngươi có đủ giả tâm và tư dục, và càng ngày càng tăng lên. Chí tung mình đối với ngươi chẳng là gì cả. Ta biết ngươi không cam tâm thần phục dưới tay của Quan Ngự Thiên. Ngươi đã có giả tâm và ý đồ của ngươi. Võ Lâm Chí Tôn mới là ước mơ của ngươi. Nói nhảm. Ta một lòng trung thành với sư phụ, tuyệt đối không thay lòng. Nhậm Thiên Hành, câu nói này e là luôn cả bản thân của ngươi cũng không tin.
chàng trai trẻ. Những ai thành đại sự cần phải vững vàng chắc chắn, đừng mơ mộng hão huyền, quan tưởng một bước lên trời. Nhưng bây giờ đã có một cơ hội tốt trước mặt của ngươi. Chỉ cần diệt bỏ Quan Ngự Thiên, chí tung mình sẽ là của ngươi. Liễu Như Thần, trời tối lắm rồi, ta thấy cũng nên về nhà thôi. Ngươi có hai lựa chọn. Ngươi có thể chọn cho ta một nhát kiếm từ phía sau, cũng có thể suy nghĩ thật kỹ những gì ta nói lúc nãy. Ngươi là người thông minh, phải biết bản thân của ngươi nên làm gì. Ta nhắc nhở ngươi, có thể quay lại trách nhiệm Quan Ngự Thiên, xem thử công lực của hắn có còn hay là không. Sẵn đó kiểm chứng lại những lời ta vừa nói có thật không. Ngươi đừng quên, tháng nào cũng có trăng tròn. Thế nào hả? Liễu Như Thần chết rồi chứ? Đệ tử bất tài, để Liễu Như Thần trốn thoát. Trốn thoát? Võ công của con cao hơn hắn rất nhiều, tại sao để hắn trốn thoát? Lúc đệ tử đang định giết hắn, đột nhiên trước ngực nhói đau, nội lực tạm mất, cho nên để hắn trốn thoát. Xin sư phụ giáng tội. Thôi đi, cơ hội giết hắn còn nhiều, cho hắn sống thêm một lúc nữa. Con nói ngực bị nhói đau, chẳng lẽ là sự thiếu sót của nhất kiếm cách thế? Sao nhanh như vậy? Chính vì chuyện này, đệ tử sẽ không luyện nhất kiếm cách thế nữa, cho nên không biết có thể mời sư phụ di giá giáo trường dạy đệ tử những kiếm thuật khác hay không. Hôm nay đã khuya rồi, ngày mai hãy tính đi. Sư phụ, chẳng phải người đã từng nói đồng ý dạy đệ tử võ công cao thâm hơn? Đệ tử nóng lòng muốn học, cho nên... Ta nói ngày mai thì ngày mai đi. Lùi xuống. Dạ. Ngon lắm, ngon lắm. Đã làm phiền hai người đẹp cất công làm nhiều món ăn ngon như vậy, phải nói là làm phiền quá. Nào, ta kính mọi người một ly. Nào. Tiền bối hiếm khi đến Thực Thần Cư, đương nhiên không dám chậm trễ. Tiền bối là bận rộn ít khi được gặp, mỗi lần xuất hiện đều mang theo tin tức khiến người ta kinh ngạc. Lần này lại mang gì đến cho mọi người đây? Một tin lớn là tin vui. Tin vui gì? Hôm qua ta có đến Chí Tùng Minh, xúi dục Quan Ngự Thiên và Nhậm Thiên Hành hai người đối lập nhau. Hiện nay hai người không còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Thời gian họ trở mặt với nhau, triển khai ác đấu sẽ không còn xa nữa. Tăng Phong, nhất định con phải nắm bắt cơ hội này, phá giải sinh tử kỳ. Muốn giải được sinh tử kỳ, cần phải có Lăng Xương Kiếm và Thiên Linh Kỳ Phổ và bản đồ địa động. Nhưng bây giờ tôi không kiếm, không phổ, không bản đồ, lấy gì đi phá sinh tử kỳ đây? Đúng là Quan Ngự Thiên có kiếm, nhưng hắn không thể sử dụng được. Có phổ lại không có kỳ, có bản đồ nhưng lại không thể đi vào cửa. Hắn tưởng chỉ dựa vào võ công thì có thể thắng được sinh tử kỳ, phải nói là hắn sai lầm trầm trọng. Ba thứ báo vật đó là mấu chốt kiếm tổ để lại để phá giải sinh tử kỳ. Này, Quan Ngự Thiên đều đã lấy được, chứng tỏ ý trời muốn hắn trở thành Võ Lâm Chí Tôn. Tuy hiện nay hắn vẫn chưa thể thấu hiểu, nhưng tôi tin chắc một thời gian sau
hắn sẽ có thể tìm được manh mối, có được bảo tàng của sinh tử kỳ. Không phải như vậy đâu. Năm xưa khi kiếm tổ đánh thắng được Ứng Tụng Thiên đã dựa vào một chữ nhân. Hiện nay Quan Ngự Thiên quan tưởng đoạt được sinh tử kỳ, đây chẳng qua là chuyện cũ tái hiện mà thôi. Làm sao ngăn cản được Quan Ngự Thiên tàn hại võ lâm thì nhất định phải có người nhân nghĩa đứng ra mới được. Tàn Phong, con chính là người nhân nghĩa đó. Đại bá, con đã nói từ lâu, từ nay về sau con không biết đến chuyện giang hồ nữa. Con thấy về việc của Quan Ngự Thiên chắc như người khác cũng có thể. Ý trời khó chống, nay ông trời đã chỉ định con cứu vãn võ lâm thì con nên dứt bỏ chính mình, dốc sức làm tốt mới đúng. Tàn Phong, muội cảm thấy tiền bối nói rất đúng, huynh nên đứng ra trừ gian diệt ác. Không phải con không đồng ý, mà là con không đủ khả năng. Con đang thiếu chỉ là phải can đảm đối mặt. Nếu con còn do dự nữa, e là sẽ càng dây thêm họa vào người. Muốn phá sinh tử kỳ cần phải có kiếm, bản đồ và có phổ. Lăng Xương kiếm ở trong tay chúng ta, chúng ta cũng đã giải được bản đồ. Bây giờ việc còn lại chính là phải đề cao năng lực chống địch của mình để thắng được bố cục của sinh tử kỳ. Mấu chốt là ở trong cuốn Thiên Linh Kỳ Phổ này. Sinh tử kỳ do người trước để lại chắc chắn là bố cục cao siêu. Đệ tử ngu muội, vì việc phá bố cục e là chỉ có sư phụ mới có năng lực hoàn thành. Cũng không thể nói như vậy. Đối địch chủ yếu là tri thức và kinh nghiệm, tư chất cũng rất quan trọng. Nói không chừng con có năng khiếu này đó. Con, ta sẽ truyền dạy Thiên Linh Kỳ Phổ cho con. Sư phụ muốn truyền Thiên Linh Kỳ Phổ cho con? Không sai. Dạo này đối với Thiên Linh Kỳ Phổ ta đã nghiên cứu cũng gần xong rồi. Bây giờ ta truyền lại cho con, nói không chừng con có thể học được ngàn loại kỳ thuật trong đó, hỗ trợ cho ta phá giải Thiên Linh Kỳ Phổ. Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng trau dồi, không khiến sư phụ thất vọng. Miễn sao con học tập tốt thì được rồi. Bây giờ ta sẽ nghiêm khắc huấn luyện con học tập kỳ phổ trong thời gian ngắn nhất. Dù sư phụ có nghiêm khắc cỡ nào, đệ tử cũng sẽ tiếp nhận. Tốt. Bước thứ nhất, chúng ta chơi cờ mù. Cờ mù? Bây giờ ta sẽ dạy cho con bộ đầu tiên, Tiên Nhân Chỉ Đường. Binh thất tiến nhất. Bước đầu tiên, đưa binh tiến lên, có ý ném đá hỏi đường. Có thể chọn phi tượng thượng mã để đánh lẻ, hoặc quay lại pháo giữa, cương diệu đồng hành. Vì nhiều biến quá, đối thủ khó đoán được ý, nên người trong giới chơi cờ tặng cho mỹ danh là Tiên Nhân Chỉ Đường. Pháo nhị bình ngũ, pháo nhị bình tam. Sa lục bình ngũ, chiếu tướng. Tuần hà sa phối hợp điếu ngư mã là một sát cục rất đẹp. Dùng khá lắm, con đã thắng. 50 gián mới thắng được một gián, thật không đáng là gì. Tốt, con biết thì tốt. Ngày mai con đến Bàn Long Thành một chuyến. Bàn Long Thành? Đến Thực Thần Cư thăm dò, xem thử dạo này Yến Tàng Phong đang làm cái gì. Nhớ nha, chỉ thăm dò thôi, không được manh động. Dạ. Yeah.
Sư phụ. Dạo này cảm thấy tiến bộ hay gì không? Còn cảm thấy bản thân tiến bộ rất nhiều. Bây giờ có thể nắm bắt phương hướng cây roi, không bị cây roi của mình đánh trúng nữa. Vậy sao? Nhưng mà con bây giờ đều là dùng bình rượu để luyện tập. Bình rượu là vật tịnh, còn đối tượng thực sự thì di động. Cho nên bây giờ con cần phải bắt đầu đối chiến với binh khí mới được. Ta hỏi con, trong nhiều loại binh khí, loại nào thường được sử dụng? Là kiếm. Không sai. Sắp kiếm. Con có biết tại sao không? Có thể nắm chắc cây roi, không bị roi đánh trúng không? Đó là vì sức quật roi của con quá nhẹ. Ngoài mặt xem ra con múa rất có dáng có kiểu ha? Thật ra đó chẳng qua là múa may để mà tỏ vẻ không chịu nổi một đòn. Hoàn toàn khác với trong hư có thật của thứ ta đã dạy cho con. Bắt đầu từ bây giờ, ta phải huấn luyện con đưa nội lực truyền đến cây roi, ít ra phải đạt được công lực thu phóng tuệ. Cạn ly. Sư phụ mời. Sư phụ, con cạn ly. Sư phụ tự ý được rồi. Tốt. Sư phụ. Tốt. Cái con bé vô tâm, ngày thường thì líu la líu lo, trong thời gian này không nghe được tiếng của nó như trước kia. Đúng thật là có chút không quen à nghe. Vô tâm đi gặp tái tiền bối, xin phương thức bào chế bá dương tử, sẽ nhanh chóng trở lại thôi. Sư phụ, thầy nhớ vô tâm như vậy, chắc chắn vô tâm sẽ không ngừng hắt hơi. Vô tâm là một cô nương tốt quá nha, con phải biết nắm giữ. Nếu không thì cũng sẽ giống như ta, hối hận cả đời. Sư phụ, có phải là thầy đã trải qua chuyện gì, có thể nói cho con biết không? Được, ta cho con biết. Ta từ trên người của con đã nhìn thấy bóng dáng của ta lúc còn trẻ, 25 năm trước. Vào lúc ta cũng như cái tuổi bây giờ của con, có một người con gái đã phải lòng của ta. Nhưng mà năm xưa ta hoàn toàn say mê luyện tập roi pháp, chỉ biết hành hiệp trượng nghĩa, lo chuyện bất bình. Và rồi cô gái này y như vô tâm vậy á. Đối với người mình yêu á, chỉ biết dần hiên thôi, không bao giờ nghĩ đến được đáp lại. Sư phụ, cô gái đó thế nào? Chết rồi. Chết rồi? Tại sao lại chết? Bị một tên súc sinh mất hết nhân tính, giết chết rồi. Vậy người đó là ai? Là ai đối với con không hề quan trọng. Ta chỉ muốn nói cho con biết là làm người biết phúc trân trọng phúc, đừng chờ đến khi mất rồi mới hối hận không kịp nữa. Đời người tiếc nuối lớn nhất chính là quá khứ không thể đến lần nữa. Những gì nên nói, những việc nên làm, chỉ có thể từ nay chôn trong đai lòng, trở thành di hận. Lúc tình yêu xuất hiện trước mắt, nhất định phải nắm bắt, đừng bao giờ buông tay, đừng bao giờ rút lui, nhất định còn phải nắm chặt trong tay. Nhưng mà sư thù chưa trả, con thật sự không có tâm tư nào khác để vào chuyện trai gái. Nhưng mà sẽ có một ngày, chắc chắn con sẽ hiểu rõ tình yêu của mình, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hả, Ngọc Nhi, hãy để ta giúp cô. Không, tôi tự làm được rồi. Ngọc Nhi, sao có thể để cô ngày nào cũng chạy cô gánh nước chứ, để ta làm cho. Không sao đâu,
tôi có thể chịu được. Công Chi, không sao chứ? Tôi xin lỗi, là tôi không cẩn Tàng Phong. Louis, muội tới rồi. Nên lúc nãy cô ấy bị dấp ngã, cũng may Quynh đã đỡ kịp. Phải đó Louis, cô đừng bao giờ hiểu lầm nha. Ngọc Nhi, nếu như sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục, những công việc này cô không cần làm. Không sao không sao, tôi vô trong nhóm lửa. Cô cần ta giúp không? Không cần. Louis, muội không sao chứ? Quynh thấy cô ấy thật sự vấp ngã, hay cô ấy muốn được sự thương hại của Quynh? Muội đừng bao giờ nghĩ lung tung nha. Ngọc Nhi không phải loại người như vậy. Sao là nghĩ lung tung chứ? Quynh không phải quá ngu thì là quá ngốc. Quynh có ngốc hơn nữa cũng là phu quân của muội mà. Muội chưa nhận lời đó. Vậy thì muội ráng từ từ mà thích ứng đi. Yến Tạc Phong, ngươi thật là có phước, cả hai người phụ nữ đều thần hồn đảo điên vì ngươi. Nhưng mà phước tề nhân không phải phước, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Ngày nào cũng làm công việc của đầy tớ, đúng là chán chết đi được. Để giành được Tàng Phong về với mình, hết cách rồi, đành phải tiếp tục nhẫn nại. Ai? Thì ra là ngươi, Nhậm Thiên Hành. Hôm nay ta phải trả thù cho nghĩa phụ. Đừng sốt ruột, hôm nay ta hẹn cô ra đây không phải muốn đấu võ công với cô, cũng không phải nói chuyện ân oán trước kia với cô. Vậy ngươi tới đây làm gì? Nói chuyện yêu đương với ta sao? Đích thực là nói chuyện yêu đương, nhưng mà không phải là ta và cô, là cô và Tàng Phong. Hôm nay ta cất công đến đây giúp cô, tác hợp chuyện tốt cho cô và Tàng Phong. Ai nói với người ta còn yêu Tàng Phong? Quynh ấy đã có Lưu Y, ta cũng không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người ta. Vậy sao? Nếu như cô thẳng thắn như vậy, vậy tại sao ở trước mặt Tàng Phong cô còn làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương, thậm chí còn cố ý dấp té ngã vào người của Tàng Phong, chọc tức Lưu Y? Nhậm Thiên Hành, ngươi dám theo dõi hành động của ta? Cô khoan hãy nổi giận. Nếu như ta không biết những chuyện của cô, thì ta làm sao mà giúp cô? Thôi được, nói đi, ngươi làm sao giúp ta? Đây là ma phất tán. Sau khi uống vào, trong một thời gian ngắn sẽ mất hết ý thức. Ta lấy cái này làm gì? Còn phải nói nữa sao? Không cần biết là làm thật hay làm giả, miễn sao đến lúc đó cô đổ hết tội cho Tàng Phong. Với cá tính trọng tình trọng nghĩa của hắn, chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của cô. Thật không hổ là đại tướng của Chí Tôn Minh, tác phong làm việc quả nhiên đê tiện hạ lưu. Đa tạ đã khen, cô cũng không thua gì ta. Sao hả? Đề nghị này của ta cô có thể tiếp nhận chứ? Làm sao ta biết? Có phải ngươi muốn lợi dụng ta để hại Tàng Phong? Lỡ như đây là thuốc độc, chẳng phải để ngươi mượn đau giết người, giúp người dứt bỏ đá ngăn cách phát triển bá nghiệp của ngươi sao? Đúng là ta rất muốn giết hắn, nhưng mà không phải bây giờ. Ta sẽ quyết đấu với hắn trên sinh tử kỳ. Chỉ có như vậy ta mới có thể lấy được bảo tàng của sinh tử kỳ. Nhưng mà trước chuyện này, ta cần phải lấy được một bảo tàng khác của cuộc đời ta trước, đó chính là Louis. Và cô cũng có thể lấy được Tàng Phong. Chuyện này đối với ta và cô đều có lợi, không phải sao? Được, thuốc này ta đem về. Ngày mai giờ này cảm phiền ngươi tới đây lần nữa. Lỡ như là ngươi đã gạt ta, ta và ngươi không xong đâu.
quyết định như vậy. Louis, để tôi giúp cô. Không cần đâu, tôi làm được rồi. Tôi biết Tàng Phong thích ăn món gì. Tàng Phong hả? Quỳnh ấy thích ăn cá nhất, nhất là cáp vàng phải không? À, tính ra cô đến thực thần cư cũng đã một thời gian rồi. Cô biết Tàng Phong thích ăn món gì cũng không có gì lạ. Quỳnh ấy chính là thích ăn cá, không thích ăn rau. Phải đó, nhất là các món ăn do cô nấu nướng là ngon nhất. Đừng nói Tàng Phong, luôn cả tôi cũng thích. Louis, vậy tôi nấu món cá vàng có được không? Sao vậy? Chẳng lẽ cô còn lo lắng gì sao? À, tôi lo lắng gì chứ? Cô sợ sau khi dạy tôi học nấu ăn, một ngày nào đó tôi sẽ dùng con cá vàng này chiếm được trái tim Tàng Phong. Nói xàm, một con cá vàng sao có thể chiếm được trái tim của Tàng Phong? Vậy thì đúng rồi, đâu có gì đáng lo chứ. Vậy tôi nấu món này đi. Nếu không một ngày nào đó, nếu tôi thật sự rời xa các người, tôi sẽ không được ăn các món ngon nữa. Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cô nấu món cá vàng kho. Thịt cá vàng rất mịn, rất ít xương. Cô phải rửa cá thật sạch, sau đó cạo dẫy, bỏ hết nội tạng. Nấm hương ngâm mềm cắt miếng. Gừng phải băm nhuyễn. Sau đó đập nát tỏi. Bỏ vỏ, cho dầu nóng, thả cá vàng vào. Cô nhớ phải chiên đến hai bên đều vàng hết. Khi nấu, lửa phải thật là lớn và không được trở quá sớm. Nếu không để da cá rời ra thì trông sẽ không còn đẹp nữa. Da đẹp quá. Nữ thần thần ra tay quả nhiên có khác. Sau khi bỏ tất cả nguyên liệu vào trong đó, nấu thêm một lúc nữa thì có thể ăn được rồi. Bây giờ phải lấy nắp đậy lại. Xong rồi, tôi phải đi lấy thêm nấm rơm. Cô coi chừng giùm tôi nha, nhớ đừng bao giờ để nó khét đó. Cô đi đi, cái này giao cho tôi. Thơm quá. Cưới được nữ thực thần làm vợ đúng là quá sướng. Ngày nào cũng đều được ăn ngon. Quỳnh lại nữa rồi. Chúng ta vẫn chưa bái đường mà. Quỳnh có nói muội là thế tử của Quỳnh, không biết mắc cỡ gì hết. Ê, tuy hai chúng ta vẫn chưa bái đường, nhưng muội ở trong lòng Quỳnh đã là thế tử của Quỳnh từ lâu rồi. Nhìn thấy cô và Tàng Phong hai người ân ái như vậy khiến người ngưỡng mộ quá. Ngọc Nhi, cô không cần ngưỡng mộ. Dưới điều kiện của cô cũng có thể tìm được người đàn ông tốt. Mong là người đó có thể nhanh chóng xuất hiện. Louis, cô có một người yêu tốt như vậy ở bên cạnh cô, nhớ trân trọng nha. Nè, gấp đồ ăn đi. Nè. Ngọc Nhi, Louis không có ăn cá. À, vậy thì đưa cho Quỳnh ăn. Được. Vậy Louis cô thích ăn gì? Cô ấy rất sợ dầu mỡ. Cô ấy rất thích ăn rau. Nào, mời. Ngọc Nhi, cô cũng ăn chút rau xanh đi. Không cần đâu, tôi thích ăn thịt. Thơm quá. Louis.
Nhậm Thiên Hành, ngươi muốn lợi dụng ta, chi bằng để ta lợi dụng ngươi. Chắc chắn cô không ngờ ta đã bỏ ma phất tán vào trong món ăn cô thích nhất. Xin lỗi nha, để cô chịu quốc ức. Ta đã tuân thủ giao hẹn đến đây. Công việc ta giao cho cô làm đến đâu rồi? Công việc ngươi giao ta làm xong hết rồi. Hả? Cô và Tàng Phong đã... Không có. Ta không phải người phụ nữ tùy tiện. Cô nói vậy là sao? Ta đã để công hiệu của ma phất tán dùng tới cực điểm rồi. Chắc chắn ngươi sẽ vừa ý. Ta không hiểu ý của cô. Nói rõ một chút. Có nói nhiều cũng vô ích. Chi bằng ngươi tự xem đi. Lui, Lui. Thật ra cô đã làm gì Lui? Không có gì. Chẳng qua cho cô ấy dùng ma phất tán thôi. Cái gì? Cô đã cho cô ấy dùng ma phất tán? Tại sao cô lại làm như vậy? Nhậm Thiên Hành, ngươi đã quá coi thường Bái Ngọc Nhi. Sao ta có thể đem những cái thuốc không rõ ràng cho Tàng Phong dùng chứ? Thuốc đó đương nhiên để Lưu Y dùng. Lỡ như cổ chết đi, ngươi sẽ trở thành hung thủ. Ta sẽ bớt đi một tình địch. Lỡ như cổ không chết, vậy thì sẽ tác hợp chuyện tốt cho ngươi với cổ. Cho nên mới nói ngươi phải đa tạ ta mới đúng. Ta đã cho ngươi chiếm bỡ lớn như vậy. Bái Ngọc Nhi, cô có biết dùng thuốc đó rồi sẽ có di chứng gì không? Di chứng gì? Sẽ bị... Ngươi nói đi, không nói làm sao ta biết? Lui, cũng tại ta, ta không nên làm chuyện này. Ta càng không nên thêm quá công tán vào trong thuốc. Quá công tán? Đó không phải là thuốc khiến nội lực trong người từ từ biến mất đi hay sao? Lúc ngươi đưa thuốc cho ta, sao không nói với ta? Ngươi có dụng ý gì? Ta biết rồi. Chẳng qua ngươi muốn dùng danh nghĩa tác hợp cho ta và Tàng Phong để phế đi võ công của mình ấy, có đúng không? Thì ra cô đã biết trước ma phất tán có vấn đề. Ta không biết. Ta chỉ cảm thấy ngươi không thể nào đột nhiên tốt như vậy. Những chuyện không có lợi ích cho ngươi, ngươi sẽ không nhiệt tình làm đâu. Nếu để ta trúng kế của ngươi, chỉ bằng để ngươi trúng kế của ta. Thật không ngờ bụng dạ của cô còn thâm độc hơn ta. Ta đã bị cô chiếu tướng ngược lại. Đừng nói như vậy. Ta đâu phải đang hãm hại ngươi. Ngược lại, ta đang giúp ngươi. Cô đã giúp ta chuyện gì? Cô làm cho ta hãi lầm người ta yêu nhất. Còn dám nói ra những lời như vậy? Nhậm Thiên Hành, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Ngươi có chắc ngươi sẽ bỏ lỡ hay không vậy? Xem ra ngươi đâu giống là người có lương tâm. Cô hiểu gì chứ? Ta thật lòng đối với Lui. Ngươi cũng có lúc thật lòng sao? Nói ra có ai tin không? Ta biết rồi. Làm gì có mặt ta, ngươi ngại có phải không? Vậy ta đi trước nha. Đêm xuân một cách đáng ngàn vàng, ngươi ráng mà nắm bắt đi. Louis, ta thực sự rất yêu muội. Mỗi một việc ta đã làm đều là vì muội. Nhưng ta không sao hiểu nổi. Thật ra Tạp Phong có điểm nào hơn ta, đáng để nàng hết lòng vì hắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là cơ hội ta có được Mùi. Nhưng mà ta đã suy nghĩ rất lâu. Ta phát hiện ta thật sự không thể. Nếu ta thực sự làm như vậy, luôn cả chính ta cũng cho là ta thật sự đã thu Yến Tạo Phong. Nếu ta thực sự có được Mùi, Mùi thật sự ở bên ta, ta hy vọng là Mùi cam tâm tình nguyện. Louis à, chúng ta đã bao lâu không được nói chuyện riêng tư với nhau? Mùi đã bao lâu rồi không cười với ta? Ta khát khao giọng nói nụ cười của Mùi, nhưng mỗi lần nhận được toàn là lời mỉa mai. Mùi có biết là ta rất đau lòng hay không? Đúng là xui xẻo mà. Ban ngày còn nắng chang chang, bây giờ trời lại đổ mưa. Hả? Sư tỷ Nhậm Thiên Hành, người đã làm gì sư tỷ của ta? Người nói đi chứ, sao người lại đối với sư tỷ như vậy? Uổng công sư tỷ ta đã nói ngươi là người có bản tính không xấu, thật không ngờ người lại đối xử với sư tỷ ta như vậy. Người nói đi chứ. Ta, cô hãy nghe ta giải thích. Chứng cứ để ngay trước mặt, ngươi còn muốn xảo biện sao? Ngươi là tên bị ổi vô liêm sỉ, hạ lưu bẩn thỉu. Tại sao trên đời này lại có loại người như ngươi? Sao ngươi không một kiếm giết chết ta luôn cho xong? Ta cho ngươi biết nha, ta không sợ ngươi đâu. Ta không muốn giết cô, ta cũng không muốn giải thích với cô. Làm sợ chết đi được, sợ chết đi được. Sư tỷ, tỉnh lại đi. Sư tỷ. Dư Tâm, sao Mùi lại ở đây? Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao tỷ lại đến đây. Tỷ, sao tỷ lại đến đây? Tỷ. Sư tỷ. Đây là đâu? Sao tỷ lại ở đây? Sao tỷ lại mặc như vậy? Là mỗi mặt đến đây có phải không? Vậy là ai? Sư tỷ, tỷ đừng kích động. Mùi nói nhanh lên đi. Là Nhậm Thiên Hành. Là Nhậm Thiên Hành. Hắn có làm gì tỷ không? Sư tỷ, Nhậm Thiên Hành có làm gì tỷ không? Tỷ cũng không biết. Tỷ không biết. Tỷ phải có cảm giác chứ. Bây giờ toàn thân tỷ tê cứng, một chút sức cũng không có. Phải tính sao đây? Tỷ bị Nhậm Thiên Hành dẫn tới đây, quần áo thì lôi thôi, ngay cả bản thân có bị ăn hiếp hay không cũng không biết. Tỷ thật sự không nhớ gì cả. Dư Tâm, không cần biết hôm nay hắn có ăn hiếp tỷ hay không, không cần biết xảy ra chuyện gì, nhất định mà phải giữ kín chuyện này, không được nói cho bất cứ ai biết. Dư Tâm, muội có nghe thấy không? Muội nghe rồi. Muội xin thề, muội sẽ không nói với bất cứ ai. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, cô có thấy Lưu Y không? Lưu Y hả? À, tôi không thấy. Sáng sớm tôi thức dậy đã không thấy cô ấy rồi. Đi đâu rồi? Ta đi từ khắp nơi cũng không tìm được. Cô ấy có thể đi đâu? Huynh đừng lo quá, chắc cổ đi mua thức ăn sẽ về liền thôi mà. Cho dù là đi chợ cũng phải nói với ta một tiếng chứ. Chắc cổ thấy huynh ngủ say quá, không muốn đánh thức huynh thôi. Được rồi, để ta đi tìm. Tàng Phong. Ê, Lưu Ý, Mùi đã đi đâu vậy? Mùi không sao chứ? Mùi không sao, Mùi chỉ thấy chóng mặt thôi. Hả? Vô Tâm, sao cô lại đi chung với Lưu Ý? Vô Tâm gặp Mùi ở ngoài đường, thấy Mùi không được khỏe nên đưa Mùi về đây. Phải đó. Mùi ở ngoài chợ, nhìn thấy sư tỷ hình như sắp ngất xỉu, cho nên Mùi đã đưa sư tỷ về đây. Mùi còn không mau đi nghỉ ngơi đi. Mùi đưa tỷ về phòng nha. Ờ. Nào.
Xem ra Thiên Hành đã thành công rồi. Nhưng mà tại sao Vô Tâm lại xuất hiện bên cạnh cô ta chứ? Vô Tâm, thì nói với Mùi một lần nữa, chuyện xảy ra tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, có biết chưa? Đâu phải là lỗi của tỷ, Mùi đang nghĩ có nên nói chuyện này cho Tàng Phong Kaka biết hay không. Quỳnh ấy là người hiểu lý lẽ, Mùi tin rằng Quỳnh ấy sẽ không trách tỷ đâu. Không được đâu, đừng bao giờ cho Tàng Phong biết. Louis. Louis, Mùi bị sao vậy? Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Mùi cứ cảm thấy có gì đó bất ổn. Có phải Mùi có chuyện gì giấu Quỳnh phải không? Đâu có, sao Mùi lại có chuyện giấu Quỳnh chứ? Louis, Mùi cảm thấy rất lạ. Chẳng hạn như là sáng sớm Mùi đi ra ngoài chợ, tại sao không nói với Quỳnh? Ngày thường Mùi đâu có như vậy. Ngày thường Mùi đi đâu đều nói với Quỳnh mà. Chỉ là hôm nay Mùi dậy muộn cho nên đã vội vàng đi chợ luôn, quên mất nói với Quỳnh. Tàng Phong, Mùi muốn đến nhà của Tái Tiền Bối ở vài ngày, có được không? Mùi nói cái gì vậy? Đương nhiên là được. Trong người Mùi không được khỏe, mấy ngày trước Mùi bận quá, mệt quá. Hay vậy đi, lát nữa Quỳnh cùng Mùi qua đó, Mùi muốn ở bao lâu cũng được. Mùi không phải có ý này. Mùi muốn nói một mình Mùi đến đó là được rồi. Quỳnh ở lại thật thần cư đi. Tại sao vậy? Chỉ là đi khám bệnh, vài ngày sau Mùi sẽ về mà. Louis, chẳng phải chúng ta đã giao ước mãi mãi không xa rời nhau hay sao? Mùi đâu nói sẽ xa Quỳnh chứ. Quỳnh nhận lời đi mà, được không? Thôi được, Quỳnh đi với Mùi qua đó trước, đến giúp một tay. Nào.